Xin chào, mình là Hoài Thu, giảng viên ngành chăm sóc da của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Va Sinh Hà Nội. Như bài học ngày hôm trước thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn các thao tác massage rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác sau khi massage xong chúng ta phải làm như thế nào nhé. Trước tiên, các bạn sử dụng một khăn giấy mỏng, mềm. Chúng ta sẽ thấm kỹ kem trên toàn bộ khuôn mặt, thấm trán, hai bên má. Và sau đó quấn gọn khăn giấy và chúng ta thực hiện thao tác lau nhẹ. Các bạn lưu ý nhớ lau nhẹ nhàng nhé. Sau đó các bạn sẽ lấy khăn nóng đã được lấy từ tủ khăn tiệt trùng. Sau đó chúng ta sẽ thử độ nóng ra cánh tay. Nếu nhiệt vừa đủ thì sẽ cho khăn áp vào mặt khách hàng. Trước tiên các bạn hơ nhẹ để tạo làn khói cho khách hàng cảm thấy dễ chịu. Chúng ta ấn nhẹ, nhẹ nhàng phía dưới cằm, chúng ta sẽ kéo nhẹ lên nhé. Mình sẽ thực hiện những thao tác như ấn, day, bấm huyệt. Dỡ khăn ra và chúng ta sẽ lau từng bên một, lau trán, má, dưới cằm và tai. Như các bạn được biết, thao tác trà khăn nóng giúp đả thông các huyệt đạo trên toàn bộ khuôn mặt, giúp lấy sạch đi lượng dầu dư thừa, làm cho da của chúng ta trắng hồng, mịn màng hơn. Sau đây thì các bạn sẽ theo dõi lại những thao tác lúc ban đầu mình vừa lợi nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này của mình hay và bổ ích, đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Học Viện và nhớ ấn vào biểu tượng hình chuông ở góc phải màn hình để có thể theo dõi những bài học tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người thành công.